Thưa quý vị, và chúng tôi cũng xin được giới thiệu một nhân vật rất đặc biệt đã vượt qua nửa vòng trái đất để đến với chúng ta ngày hôm nay. Nhà tạo mẫu tóc Rodica Hristu. Thưa quý vị, nhà tạo mẫu tóc Rodica Hristu là bậc thầy sáng tạo toàn cầu của GoWell, thành viên nhóm sáng tạo toàn cầu Colorzoom 2017, đại sứ GoWell tại Canada và nhiều năm liền là thành viên ban giám khảo cuộc thi chung kết toàn cầu Colorzoom. Chúng tôi xin mời ông Trần Anh Tuấn và bà Trần Thị Thanh Nhã sẽ trao hoa cho các nhà tạo mẫu tóc của chúng ta. Vâng, thưa quý vị, chính họ là những người đã đem đến những tác phẩm nghệ thuật dành cho chúng ta. Và quý vị và các bạn đã được chiêm ngưỡng trong đêm trao giải ngày hôm nay. Vâng, những bó hoa tươi thắm là những lời cảm ơn từ công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Mặt Trời Việt Nam, nhà phân phối độc quyền GoWell tại Việt Nam, gửi tới tất cả các nhà tạo mẫu tóc. Vâng, và ngay bây giờ chúng tôi xin quý vị dành những tràng pháo tay nồng nhiệt để gửi lời cảm ơn tới các nhà tạo mẫu tóc của chúng ta. Xin trân trọng cảm ơn ông Trần Anh Tuấn, cảm ơn bà Trần Thị Thanh Nhã và cảm ơn 21 nhà tạo mẫu tóc đã đem đến những tác phẩm tuyệt vời cho chúng tôi đêm nay.